Cảm ơn Hoài Đức Thảo người đã sang, cảm ơn chị Trân Đi của mình. Sao lại cho mình vào vị trí đi rồi? Không biết nữa. Đổi với này đi biết rồi. Ok. À, bài game PC rồi. Bài Zeta nha. Wow. Chơi đi. Nó giúp mình Zeta để mình kia tới số mà. Trời ghê chưa. Chơi con này thích đầu game thích là chiều một. Game này làm ai bắt Virgo nha mọi người. Cái quy đi ông nói sao quy đứng chưa này. Ok vậy rồi ôi rồi nó gọi còn 400 nó mới chịu khỏe ông nội ơi. Động từ hai chiêu hai gọi là động từ gớm. Non mình không kịp. Non trời ơi trời đánh hợp lý đi thiệt trời chắc liệt 18 hay sao một không mà hết máu lại bánh này chắc phải chửi nó quá chờ điều thiện nó ghĩa máu lại bánh đi mẹ nó trời ơi đá trúng rồi đó. Ơ 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 gõ cái gì mà gõ được đâu. Thôi giỡn quá. Tới không chuyện mày luôn. Nào vô. Cấp A đúng rồi đấy. Gà pha mày. Gà pha mày. Yeah, sorry. Game này phải lên nhau hầm máu trước nhờ. Còn quay đầu kịp không ta? Vẫn kịp nha. Mình quay đầu kịp nha. Cái đóng ở dưới là cái gì vậy? Đi mấy sao tính. Wow. Bây nè này giờ đi xuống. Rồi xong. Rồi. Wow. Nhìn tay mình quên mua combo giờ. Nhưng mà ơ giết thằng Yuka kia. Return T4 ngộ không T4. Nhưng mà lựa chọn mục tiêu hơi sai. Tự nhiên đóng băng ta bay dở ha. Mình mà bét cho ta quả đó mình né được cái đóng băng rồi đó. Chết hơi lâu. Wow, 4.400 tiền. Roulette này thử rời xa. Bây giờ này thử một xíu thôi. Hồi cấp 8 nha, hồi bay ít lại. Xin rõ hơn kia mà. Ê. Dạ.
Tao hả? Biết tao là ai không? Giỡn à? Rồi rồi rồi. Go 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 go. Mình đây. Mày, 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 giỡn. Lém nó. Lao. Nói gì với con cha ta đi. Con này làm chơi chiêu tùm lum vậy. Nó cũng giúp mày sống đâu. Gia ta là gia ta thần đó. Thần gì không biết. Yuka đứng đây bây giờ nè. Cũng tao mấy chó. Có nói được tiếng Thái. Wow. Ông này bắn cái gì?